Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin phương thuốc của Phương Hằng chậm phát tác nhưng kịch độc. Sau khi bà Đặng Thị Hàn Ni bị sổ khám một ngày thì một nhân vật khác từng chống bà Nguyễn Thị Phương Hằng cũng nối gót bà Hàn Ni. Đó là ông luật sư Trần Văn Sĩ. Có thể nói, từ khi bà Nguyễn Phương Hằng đâm đơn kiện những nhân vật này, cho đến ngày nay, những người này sổ khám là một khoảng thời gian khá dài, đến hơn một năm. Vào ngày 25 tháng 2, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin ông Trần Văn Sĩ, 66 tuổi, đã bị công an tại thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, theo điều số 331 Bộ Luật Hình Sự. Ông này bị khởi tố tội giống y hệt như tội của bà Nguyễn Phương Hằng và cũng giống tội của bà Đặng Thị Hàn Ni. Đây là hình ảnh nhà báo Đặng Thị Hàn Ni bị bắt vào ngày 24 tháng 2 năm 2023. Ông Trần Văn Sĩ từng có thời gian làm chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long. Ông Sĩ bị bắt là do bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng bà là ông Huỳnh Uy Dũng tố cáo. Vợ chồng bà Hằng cho rằng ông Sĩ và một số người khác đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của họ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng đã đâm đơn kiện đến 35 người, tuy nhiên đến giờ này chỉ mới có 2 người bị bắt, không biết những người còn lại có chắc không đến lượt mình hay không, hay đang lo lắng và rất run sợ đây. Khẩu chiến trên không gian mạng tưởng như là chuyện cãi vã nhỏ nhặt, nhưng nó không hề nhỏ. Những gì bà Nguyễn Phương Hằng tố ông thầy lang Võ Hoàng Yên, các nghệ sĩ và các nhà báo bẩn được nhiều người đánh giá là đúng và can đảm. Vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng là cách tố giống như chửi làm cho nhiều người không ưa thích. Đây là hình ảnh vào ngày 25 tháng 2, ông Trần Văn Sĩ cũng bị bắt giam. Thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp, xã hội thì đảo điên. Lang băm lừa thiên hạ trong nhiều năm, lấy của người bệnh rất nhiều tiền nhưng vẫn được chính quyền dung dưỡng. Chỉ được từ ngày bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên đến nay đã có hơn 2 năm, sự thật thì danh danh. Tại sao chính quyền không vào cuộc xử lý ông này thật nặng để răn đe những thành phần bất lương tự nhận là thần y đi lừa gạt xã hội trục lợi cho mình? Hay nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại đang dung dưỡng cho thành phần này để chúng mang lại tiền bạc cho những người có chức có quyền, bảo kê cho họ? Nghệ sĩ thì lợi dụng thảm họa của người dân để chiếm dụng tiền từ thiện. Nhà báo thì hùa với bọn nhiều tiền bao che cho tội ác. Xã hội này đang quá nát, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhận ra hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng đang đốt thật nhiều củi, đốt quan chức cho đảng của ông được trong sạch, thì tại sao ông không đốt hết thành phần thầy lang bất lương, các nghệ sĩ bất lương và nhà báo bất lương như vậy? Chẳng lẽ ông chỉ làm sạch cho đảng, chứ không chịu làm sạch cho xã hội? Thụ lý đơn kiện của bà Nguyễn Phương Hằng là rất cần thiết. Bà Nguyễn Phương Hằng phát livestream tố cáo thì chắc chắn sẽ động chạm và nhóm chúng bà là thành phần xã hội gọi là bị chạm nọc. Đã lên tiếng chống cái xấu cái ác là cần thiết, thành phần nào nổi lên chống lại sự lên tiếng ấy thì mới chính là thành phần đang có vấn đề. Đây là hình ảnh cho đến thời điểm này, bà Nguyễn Phương Hằng đã kéo dài vụ việc ngay cả khi bà đã bị bắt giam và đưa được 2 người vào nhà giam cùng bà. Thực ra bà Nguyễn Phương Hằng không hề nói theo cảm tính như những nhiều chuyện nhan nhản ngoài xã hội. Bà Hằng làm việc có bài bản, bà vừa nói vừa hành động. Đó là đệ đơn tố cáo những cá nhân đã vi phạm pháp luật. Thậm chí những lá đơn tố cáo của bà Hằng có sự tham gia tư vấn của luật sư. Điều đó cho thấy bà làm việc có cơ sở và rất khoa học. Những lá đơn của bà Nguyễn Phương Hằng được đánh giá là nặng ký. Một khi chính quyền xem xét nội dung thì có thể sắp tới đây có rất nhiều người nữa sẽ nối đuôi ông Trần Văn Sĩ và bà Đặng Thị Hàn Ni vào nhà giam. Quả thật liều thuốc của bà Nguyễn Phương Hằng chậm phát tác, nhưng rõ ràng nó kịch độc đối với thế lực đang chống bà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin phương thuốc của Phương Hằng chậm phát tác nhưng kịch độc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vương Đình Huệ xua quân soi Quảng Ninh, sân sau của Phạm Minh Chính lại một phen khổ sở. Sau Tết Nguyên đán, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã có rất nhiều hoạt động quan trọng với tỉnh Quảng Ninh, tỉnh mà ông đã từng là bí thư tỉnh ủy giai đoạn 2011 cho đến năm 2015. Đầu tiên là vào ngày 12 tháng 2, ông Phạm Minh Chính đã vội vã đến Quảng Ninh sau khi kết thúc chuyến thăm hai nước Đông Nam Á. Ông Chính đã họp chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Chuyến đi này rất hùng hậu. Ông Phạm Minh Chính kéo theo ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 10 ngày sau, ông Phạm Minh Chính lại gặp Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Nam của Trung Quốc, Thẩm Hiểu Minh. Trong cuộc gặp này, ông Phạm Minh Chính có bàn với ông Thẩm Hiểu Minh về vấn đề hợp tác đầu tư và phát triển cho tỉnh Quảng Ninh. Những động thái như vậy không khỏi khiến dư luận nghi ngờ là ông Phạm Minh Chính đang gia cố thành trì ngay tại Quảng Ninh. Bởi như bản tin trước, tờ Thời báo .d đã có phân tích, Quảng Ninh vững thì sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính cũng vững. Bởi tại Quảng Ninh, ông Tô Lâm đang phối hợp với ông Đinh Văn Nơi cho bắt quá mạnh các quan chức ở đây. Ông Nơi dường như không ngán ngại bất kỳ người nào, dù cho người đó có quen biết lớn cỡ nào. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ. Một bạn đọc đang là công an dưới chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam cho Thời báo .d biết, ông Đinh Văn Nơi có ưu điểm là cho điều tra rất kỹ, rất bài bản và tiến hành rất bí mật. Ông Nơi không như các tướng công an khác, có khi hồ đồ bắt trước rồi khai thác sau, nhưng ông Nơi thì khác, cho điều tra kỹ trước đã. Khi đã có đủ cơ sở chặt chẽ thì ông cho tóm gọn. Một khi ông Đinh Văn Nơi tóm là không thể chạy tội và cũng không thể chối tội. Vì thế tỷ lệ phá án thành công của ông này vượt hơn hẳn các tướng công an khác. Đó là điểm mạnh của ông Đinh Văn Nơi và ông Tô Lâm đã chộp ngay ông này đưa ra Quảng Ninh để đánh những án rất khó, mà đặc biệt là những án có liên quan tới lợi ích nhóm. Việc ông Đinh Văn Nơi ở tại Quảng Ninh khiến cho phe ông Vương Đình Huệ vui mừng. Tuy nhiên, không phải vụ án nào ông Đinh Văn Nơi cũng hột được, đặc biệt là vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh đang dẫm chân tại chỗ, mặc dù có hỗ trợ rất lớn của ông Đinh Văn Nơi. Đất Quảng Ninh không phải dễ đối phó, đặc biệt là những ngày gần đây, ông Phạm Minh Chính chú ý đặc biệt đến khu vực này. Chiều ngày 23 tháng 2, ông Vương Đình Huệ đã cử đoàn giám sát của Quốc hội do ông Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, làm trưởng đoàn đã đến tỉnh Quảng Ninh thực hiện vai trò giám sát. Công tác giám sát kiểm tra gồm các nội dung như công tác huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ quốc phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh này. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ cho chăm sóc rất kỹ tại Quảng Ninh. Điều đặc biệt là những ngày gần đây, ông Phạm Minh Chính đã tỏ ra quan tâm rất lớn đối với tỉnh Quảng Ninh, nơi mà ông đã từng là bí thư tỉnh ủy. Rồi thêm vào đó, ông Vương Đình Huệ cũng quan tâm đặc biệt tới địa phương này. Rất ít khi thấy ông Vương Đình Huệ cử phái đoàn quốc hội đến tỉnh kiểm tra. Lần này thì ông Vương Đình Huệ đã chăm sóc quá kỹ cho tỉnh này rồi. Ý sao đây, mọi người cần suy nghĩ. Vào ngày 27 tháng 2 tới đây, Trung ương Đảng sẽ họp bất thường về công tác nhân sự. Vẫn chưa có thông báo tin gì về số phận chính trị của ông Phạm Minh Chính. Cho đến giờ phút này, ghế thủ tướng được cho là đang còn trụ tốt. Tuy nhiên, với việc Bộ Công an và Quốc hội chăm sóc kỹ tỉnh Quảng Ninh, thì ông Phạm Minh Chính khó mà yên ổn điều hành nền kinh tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Huệ Vương xua quân soi Quảng Ninh, sân sau của Thủ tướng Chính lại một phen khổ sở.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de